Timnas Voli Putri Indonesia yang diwakili tim junior di AVC tahun 2024 kembali mengalami kekalahan. Kali ini kalah di pertandingan terakhir grup B melawan Vietnam 1-3. Berikut ini pertandingan di set ketiga ketika Indonesia bisa merebut set ini dengan skor 27-25. Hello, Nguyễn Minh Đức, Như Quỳnh Tú Linh, Phạm Thị Hiền, những cô gái Việt Nam tài sắc vẹn toàn nhưng lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ, thật đáng mến, quá đáng mến luôn anh em. Xem các cô gái Việt Nam thi đấu cảm thấy cực kỳ vui. Điểm số đầu tiên dành cho Indonesia sau 2 set đầu tiên, khi nào điểm số đầu tiên cũng thuộc về Việt Nam thì bây giờ đã có điểm số đầu tiên ở set đấu thứ 3 dành cho Indonesia. Anh em nào đang theo dõi trên đường link Facebook, anh em có thể truy cập ngay sang với lại website của Gà Vàng, gavang.link và củ cải 1.tv. Bây giờ thì ok, chuẩn bị chiến lại nào. Hai điểm số đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ngay với những diễn biến tuyệt vời. Thủ khá tốt, nhưng mà không vượt qua được hàng rào chắn của các cô gái Việt Nam. Hello Thuận, khi nào đánh nữa, anh em có thể lưu lại tên miền của Gà Vàng là gavang.link và củ cải 1.tv để theo dõi các lịch thi đấu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam anh em nhé. Như Quỳnh, một tình huống phát bóng tấn công. Trọng tài xác định là bóng trong sân, một điểm A dành cho các cô gái Việt Nam. Chủ quan với lại Như Quỳnh là hỏng việc. Như Quỳnh chắn bóng hay, Như Quỳnh phát bóng hay, Như Quỳnh đập hay, cỡ nào cũng hay anh em ạ. Và các cô gái Indonesia họ cũng đang thể hiện sự giằng co. Khá lì. Sau đây thì những trận đấu của Việt Nam sẽ quay trở lại vào 28 tháng 5 anh em nhé. 28 tháng 5 và 29 tháng 5. Bỏ nhỏ tốt. 4-2. Một pha xử lý lỏng cổ tay tốt của Tú Linh. 28 sẽ quay trở lại ở những trận đấu bán kết và chung kết anh em nhé. Anh em nhớ theo dõi tại website của Gà Vàng. Hello Moon Mèo. Bán kết thì sẽ đánh vào lúc 9 giờ và 12 giờ ngày 28 anh em ơi. Indonesia bây giờ kiểu như cười cho nó xong chuyện anh em ạ. Rara. Bước 1 thành công. Một tình huống đập như búa bổ của Trà My. Một tình huống mà Trà My bật lên không quá cao, nhưng cái cổ tay rất khỏe của Trà My. Một tình huống vụt bóng về cuối sân. Anh em nào đang theo dõi trên đường link Facebook, anh em nhớ truy cập ngay vào website của Gà Vàng để cùng theo dõi trận đấu này với lại gà siêu phệ anh em nhé. Trà My cũng sẽ là người phát bóng 5-3. Các cô gái Việt Nam bây giờ toàn phát bóng tấn công. Và tiếp tục lại là một điểm A tiếp của các cô gái Việt Nam. Bây giờ tinh thần là quá thoải mái. Đánh kiểu gì cũng ăn. Một khi cô thường muốn làm người thường cũng khó anh em ạ. Santi là người mắc lỗi trong bước 1. Các cô gái Việt Nam cứ vừa đánh vừa cười, rất thoải mái về mặt tinh thần. Một tình huống bóng chạm mép lưới và tiếp tục lại là may mắn dành cho các cô gái Việt Nam. Vẫn là Trà My. Trà My còn không thể tin vào mắt mình. Vẫn phải nhắc lại, một khi cô thương thì muốn làm người thường cũng khó. Đánh kiểu gì cũng ăn điểm đến từ các cô gái Việt Nam. 7-3. Trà My rất mạnh.
bóng trở về với lại các cô gái Việt Nam. Tấn công Tú Linh, phòng ngự rất vất vả. Còn Lê Thị Hiền kịp không? Bóng qua sân luôn ạ. Thủ tuyệt vời thế nhờ. Vẫn là pha thủ bóng tiền này. Như Quỳnh cực kỳ giằng co, hồi hộp quá anh em ơi. Sản Tí, pha tấn công sau vạch 3m chất lượng của Santi. Những tình huống mà các cô gái Việt Nam xáo trộn đội hình với những pha cứu thua ngoạn mục. Ở trong xét đấu này chúng ta có thể thấy huấn luyện viên trưởng của bóng chuyền Việt Nam đang sử dụng rất nhiều những cầu thủ trẻ như Quỳnh. Tiếp tục lại là Santi. Hai điểm sau vạch 3m liên tiếp của Santi. Anh em nhớ là đang theo dõi trên Facebook, anh em truy cập ngay vào website của Gà Vàng để cùng theo dõi với lại Gà Siêu Phệ anh em nhé. Tầm này là anh em phải đến với lại Gà Siêu Phệ, xem cùng với lại Gà Siêu Phệ nó mới vui. Một tình huống mà Phạm Thị Hiền đã có tình huống chắn bóng hơi rộng, xé chắn mất rồi. Nhưng không sao cả, đấy này, cắt ngay đi chuôi lên điểm của Indonesia. Phong cách vừa rồi người ta gọi là đập chân chó anh em ạ. Ở quê của Phệ người ta gọi đây là phong cách di chuyển chạy đà, đập theo phong cách là đập chân chó. Một tình huống di chuyển mà ngày xưa Kim Huệ làm cực kỳ hay, với những tình huống di chuyển sau đầu và nhảy một chân. Nhưng mà công nhận là sang xét đấu thứ 3 này, thêm cả vị trí của Zenith vào sân, các cô gái Indonesia đang có thêm nhiều những phương án tấn công. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn đang cất những trụ cột để cho trận đấu bán kết. Zenith đơn giản, Kim Thoa, một pha đập nổ sân của Như Quỳnh. Một tình huống đập gam vạch 3m của Như Quỳnh luôn anh em ạ. Những tình huống đập chéo sân hay quá. Chắn đi. Các cô gái phòng ngự của Indonesia chỉ còn biết né bóng mà thôi. Tấn công kiểu gì ấy. Đây mới là chất lượng. Một pha phối hợp tấn công chồng rất hay. Đinh Thị Trà Giang là người đã đánh lừa được hàng rào chắn của Indonesia. Và phần còn lại nó thuộc về Như Quỳnh. Santi thủ tốt. Lại may mắn về Indonesia. Đen đấy nhờ. Những tình huống như vậy là rất đen. Và xác định những tình huống như vậy là rất đen. Đen ơi là đen. Khoảng cách bây giờ đang là 3 điểm. Xong với lại Indonesia. Một pha tấn công ở vị trí số 3 tốt của Đinh Thị Trà Giang. Những tình huống tấn công cầu nhanh của Đinh Thị Trà Giang là đỉnh của đỉnh. Indonesia có biết thì cũng không thể nào mà bắt được bài, có biết thì cũng không thể nào mà ngăn cản được. 11-7. Kim Thoa chuyển hai, sao lại phát bóng như thế? Chấn chỉnh ngay nhá. Xin lỗi đi. Phải chấn chỉnh ngay. Anh em đang theo dõi trên đường link Facebook, anh em truy cập vào website của Gà Vàng, gavang.link và củ cải 1.tv để theo dõi full HD trận đấu này anh em nhá. Kim Thoa ơi. Santi thủ tốt. Bóng còn. Một pha nhất Càn Long thật bát trưởng của Tú Linh. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Điểm số thứ 9. 9-11. Cắt ngay. Đề nghị cắt ngay. Không để cho Indonesia đẻ trứng. Yeah. Các cô gái Indonesia vẫn ăn mừng như thế. Chả hiểu kiểu gì.
điểm số liên tiếp thứ 3 của các cô gái Indonesia, 10-11. Các cô gái Việt Nam cần di chuyển sớm hơn một chút để có sự chủ động trong khả năng bắt bước 1. Cắt bóng nào, 11-11. Tinh thần của các cô gái Indonesia đang lên rất cao. Liệu rằng có tham ao đến từ Việt Nam hay không? Một tình huống chắn bóng hay của Santi. Sang set đấu thứ 3 khi mà bị dẫn trước 2-0. Các cô gái Indonesia bây giờ chơi không còn gì để mất. Trong khi đó thì Việt Nam đã có những sự lủng củng. Bóng đi ra ngoài. Không, dường như bóng vẫn chưa ra ngoài anh em ạ. Góc quay vừa rồi tốc độ bóng đi quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ của camera. Bóng trong sân anh em, bóng trong sân. Trọng tài xác định bóng trong sân. 12-11 và ngay lập tức phải tham ao. Việt Nam đang đánh mất tinh thần, sự chủ quan sẽ giết chết tất cả. Làm gì thì làm, chúng ta sẽ phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Cho dù bóng chuyền sẽ là bay cao và bay xa, nhưng những đôi chân và tư tưởng phải luôn luôn giữ trên mặt đất để có được những pha xử lý tỉnh táo nhất. Khoảng cách thì chỉ là một điểm, rất đơn giản với lại các cô gái Việt Nam. Tầm này đánh như thế này cho nó sung cũng được, đánh như thế này cho nó có cái gọi là hứng khởi. Zendit vào sân và đã giúp cho các cô gái bóng chuyền Indonesia có thêm những phương án. Kim Thoa, cắt chuỗi nào. Một pha đập chéo sân hay của Đinh Thị Trà Giang. Một tình huống khai thác khoảng trống tốt của Đinh Thị Trà Giang. Một tình huống xuyên khe. Ảo thật sự. Santi tiếp tục lại là bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Hello Minh Đăng, MU Việt Nam vô địch, cái đấy là chắc chắn rồi. MU hôm qua vô địch là chắc chắn rồi. Yes, chắc chắn là như vậy rồi. Không thể thay đổi được anh em ạ. Đơn giản. Pha bỏ nhỏ vẫn không thành công. Sao thế nhờ? Sao thế nhờ? Thủ tốt của Lê Thị Hiền. Một pha tấn công khá mạnh mẽ của Tú Linh. Cơ hội làm lại dành cho các cô gái Việt Nam. Cơ hội làm lại dành cho các cô gái Việt Nam. Nhơn. Quá nhơn. Indonesia cứ tưởng đừng nghĩ hoa nở mà ngỡ xuân đã về. Đừng nghĩ hơn được một điểm mà nghĩ rằng ăn được trận đấu này. Không có đâu bạn ơi. Một tình huống xử lý lỗi và điểm số thứ 14 dành cho các cô gái Việt Nam. Việt Nam bây giờ đã vươn lên dẫn trước. Bảo rồi mấy em Indonesia chơi phải cẩn thận, không thì bẻ cổ hết. Cười cái gì, tỷ số bây giờ đang là 2-0 và set đấu này đang là 14-13. Phát bóng tốt của Đinh Thị Trà Giang. Santi, những pha tấn công sau vạch 3m mạnh mẽ quá anh em ạ. Một cô gái lực điền của Indonesia. Set đấu thứ 3 này nó đang hơi nghiêng về phía Indonesia khi họ có những pha xử lý rất ổn. Điểm số thứ 15 dành cho Việt Nam.
Bây giờ thì Phạm Thị Hiền được rút ra nghỉ và Bích Tuyền quay trở lại sân. Xong với lại các cô gái Indonesia, khi mà Bích Tuyền đã quay trở lại. Bích Tuyền gọi và bây giờ Santi đâu? Ra đây nói chuyện. Santi đâu? Santi! 15 đều. Tấn công sau vạch 3m của Santi vẫn là rất hay. Cũng 1-9, 1-10 với lại Bích Tuyền đấy. Tuy nhiên tâm này, đây này, Bích Tuyền đây này. Tú Linh, bóng ra ngoài. Liệu rằng có yêu cầu check 3 đến từ Việt Nam? Đâu có ra ngoài đâu. Đây, check ngay. Việt Nam yêu cầu check ngay. Ngoài sân kìa, đội hình chính ngoài sân kìa. 4T kìa, Kiều Trinh kìa. Rồi vị trí của các tay đập chủ lực đang đứng ngoài sân. Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thị Thanh Thúy, rồi Kiều Trinh. Lê Thị Hiền vẫn rất tươi. Lê Thị Hiền là bây giờ cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang cực kỳ tươi, rất tươi tắn. Chúng ta đang hồi hộp chờ đợi xem tình huống check va này như thế nào. Không có tình huống chạm chắn này. Tình huống này thì không có tình huống chạm chắn. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là bóng có ở trong sân hay không. Không thành công anh em ạ. Tình huống check không thành công. Vẫn là điểm số dành cho Indonesia. Bích Tuyền mới vào sân và Bích Tuyền chưa có cảm giác thi đấu tốt nhất. 17-15. Một pha phát bóng đơn giản. Tuy nhiên thì tình huống bước 1 chưa tốt của Bích Tuyền. Tiếp tục lại là time out lần thứ 2 dành cho các cô gái Việt Nam. Libero mới của trong xét đấu thứ 3 đến từ vị trí của Lê Thị Yên chưa thực sự quá hay. Kim Thoa, Bích Tuyền. Đó là pha dội bom chất lượng của Bích Tuyền. Santi là đứa nào? Đó là những gì mà Bích Tuyền muốn nói. Một vị trí mà Bích Tuyền đã đập thẳng vào vị trí của Santi. Lạnh lùng gơ. Bích Tuyền càng chơi càng hay. 16-17. Cơ hội vẫn còn. Bích Tuyền pha đập bóng tốt của Như Quỳnh nhưng chưa thành công. Santi, điểm số dành cho các cô gái Việt Nam. 17-7. Đi đâu hả các em? Bây giờ sẽ là thời điểm tăng tốc của các cô gái Việt Nam. Tú Linh là người phát bóng. Nhẹ nhàng của Tú Linh. Cơ hội sẽ trôi qua mà thôi. Bích Tuyền đây này. Bích Tuyền! Hay quá Bích Tuyền ơi! Vào sân và ngay lập tức để lại những dấu ấn tuyệt vời. Santi là đứa nào? Bích Tuyền đập sau vạch 3m trên cả chắn. Quá tuyệt vời. Sau Việt Nam thì bây giờ đến Indonesia phải tham ao vì những cú đập của Bích Tuyền. Không có cơ hội để cản phá dành cho các cô gái Indonesia với những cú đập
búa bổ, đập nổ sân của Bích Tuyền. Tú Linh là người phát bóng. Lại là một pha phòng ngự hàng sau chưa thực sự ấn tượng của Lê Yến. Thời cơ đây rồi, Bích Tuyền. Trọng tài xác định bóng ra ngoài. Vẫn là một pha đập bóng rất mạnh của Bích Tuyền, nhưng lần này thì hơi đáng tiếc khi mà bóng đã nằm ngoài sân. Mười chín mười tám vẫn đang rất căng thẳng. Như Quỳnh. Và đó là chuỗi cắt bóng của Như Quỳnh. Hai mươi mười chín rất hồi hộp, không dám hô luôn anh em ạ. Santi nó lên hàng công, nghe cũng hơi hãi anh em ơi, nghe rất sợ. Hai mươi đều không, hai mươi đều. Bây giờ thì vừa Như Quỳnh, vừa cả Bích Tuyền, thêm cả Trà Giang, chạy đi đâu? Đập cực tốt của Như Quỳnh. Như Quỳnh chơi quá hay ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đây đang là set đấu thứ 3 rồi nhá, Sơn HB 95 ơi. Set đấu thứ 3 rồi. Phát bóng của Kim Loa. Chặn nào vẫn không được. Libero của Việt Nam chơi chưa ấn tượng một tí nào. Mình nói thật, vị trí của Lê Thị Yến chơi mình chưa ấn tượng một tí nào. Thủ chưa được quả nào cho nó ra hồn. Khánh Đang thủ hay hơn rất nhiều. Có lý do để cho huấn luyện viên trưởng của Việt Nam lựa chọn thử nghiệm Bích Tuyền. Một tình huống đập như búa bổ, đập và thẳng vào mặt. Một pha dội bom của Bích Tuyền. Chúng ta cùng xem lại một pha đập bóng và khiến cho hàng rào chắn của Indonesia sụp đổ. Như Quỳnh. Thủ tốt của Như Quỳnh. Còi vẫn còn Bích Tuyền. 22-21. Vẫn đang rất căng thẳng ở trong những điểm số cuối cùng. Những tình huống phòng ngự hàng sau của Việt Nam chưa quá hay. Khánh Đàng đã quay trở lại sân. Bích Tuyền ơi, cơ hội vẫn làm lại, làm lại, làm lại. Bích Tuyền, Bích Tuyền quá sấm sét. Tiếp tục lại là một pha đập nổ sàn của Bích Tuyền. 22 đều, cân bằng điểm số. Có Bích Tuyền ở trên hàng tấn công thì chúng ta không cần phải lo ngại điều gì cả. Kiều Trinh. Chưa có pha phòng ngự thành công. 23-22. Huấn luyện viên của Việt Nam đã tung những trụ cột vào sân. Kiều Trinh cũng đã được tung vào sân. Phải cắt ngay cái điểm số này, không cho các thủ Indonesia có set boy.
bóng ra ngoài, 23 đều, không cần phải cắt khi mà Indonesia tự thua. Các cô gái trẻ của Indonesia vẫn còn rất là non nớt anh em ạ, cực kỳ non nớt. Bích Tuyền phát bóng tấn công, chơi rất an toàn của Bích Tuyền. Khánh Đang thủ tốt, tình huống gõ rất hay của Phạm Thị Hiền, một pha xử lý rất trợ búa. Đó là sự tỉnh táo anh em ạ, nói vui vậy thôi nhưng đó là một pha xử lý tỉnh táo, một tình huống gõ đầu thiên hạ của Phạm Thị Hiền. Hello anh Tú đẹp trai, thắng chắc rồi. Set boy dành cho các cô gái Việt Nam. 24-23. Time out từ Indonesia. Một tình huống time out để giảm đi tinh thần hưng phấn của các cô gái Việt Nam. Chỉ còn cách chiến thắng một điểm nữa mà thôi. Anh em đang theo dõi trên đường link Facebook, anh em có thể truy cập ngay vào website của Gà Vàng, gavang.link và củ cải 1.tv để cùng đồng hành với lại gà siêu phệ anh em nhé. Set boy dành cho Việt Nam. Lại là pha phát bóng khó chịu của Bích Tuyền. 24 đều, rất căng thẳng. Tình huống chạm chắn và Bích Tuyền thì vẫn vậy, vẫn hơi thủ hơi yếu anh em ơi. Pha đập bóng mạnh của Tú Linh nhưng chưa thể ăn được điểm. Santi thủ tốt, cơ hội Bích Tuyền rất giằng cỏ. Lần này là vị trí thủ hàng sau không thành công của Bích Tuyền. Tình huống đập sau vạch 3 mét cũng rất hay. Kim Thoa, Tú Linh chạy đi đầu, 25 đều. Rất căng thẳng ở set đấu thứ 3. Cực kỳ căng thẳng. Chưa biết đội nào sẽ giành được chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 này, khi mà thế trận của cả hai đội quá khủng khiếp. Robot phệ. Tú Linh 25 đều rồi. Tú Linh lại là một pha điền vào chỗ trống. Các cô gái Việt Nam đã lùi quá sâu, đánh giá hơi cao Indonesia. Đã có những khoảng trống rất lớn giữa Tú Linh và Khánh Đàng. Lối chơi tất tay, một pha phát bóng tất tay. Bích Như Quỳnh chưa thành công, rất nguy hiểm. Phải thủ được, phải thủ được, không thành công rồi. 27-25. Chiến thắng trong set đấu thứ 3 nó thuộc về Indonesia. Indonesia đang rất vui mừng sau chiến thắng ở set đấu thứ 3, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dengan kekalahan ini, Indonesia akan memperebutkan posisi 5 sampai 8 yang mulai berlangsung Senin 27 Mei tahun 2024. Link Facebook